của đội à? À, anh cảm thấy như thế nào khi vợ của mình sau 9 tháng kinh doanh cùng với Sivri và hôm nay đã nhận được chiếc xe? Mình cũng rất là vui. Thì lương nếu mà Hồng Hạnh mà để chia sẻ cho vợ mình ấy, là cách đây để hơn 1 năm rồi, nhưng mà lúc đấy là vợ mình đang kinh doanh online những sản phẩm khác, nhưng mà thực ra là vẫn là ôm hàng rất là nhiều. Còn nếu sau này biết đến CBD ấy, vợ mình cũng mở trộm mã thôi, chứ còn thực ra là mở trộm thật, chứ còn không biết. Sau khi mình mở trộm rồi mình biết, mà đúng một đợt cái Rickham 14 đấy, mình đã bỏ công việc ở phòng khám đi để mình đi vào tận nơi để mình tìm hiểu về công ty. Thứ nhất là về thủ tục pháp lý, tất cả mọi thứ mình nhìn thấy là ok tất, thì bắt đầu mình bảo vợ là công ty này là làm được và nó sẽ phát triển bản thân rất là tốt. Nhưng đến hiện tại, đến ngày hôm nay là vợ chồng mình làm CBD được 10 tháng mà đã có kết quả. Và những ai đang kinh doanh theo mạng hoặc là chưa kinh doanh đang còn suy nghĩ thì hãy ra quyết định sớm ngày nào thì mình sẽ thành công sớm ngày đó. Vâng. Cảm ơn. Anh hiện tại thì anh đang làm, anh giới thiệu qua một chút về bản thân đi ạ. Mình giới thiệu là mình tên là Đặng Ngọc Quang, là một bác sĩ đa khoa và có phòng khám tư. Mình đã có phòng khám tư, có lúc mình đã có 2 phòng khám chứ không phải 1 phòng khám, 2 phòng khám tư. Nhưng mà nếu mà để thu nhập ấy thì nó chỉ được vài chục triệu là đến 1 tháng thôi. Nhưng mà khi đến CBD này là mình được tự do thời gian này. Chứ còn mình là một bác sĩ thật, nhưng một bác sĩ giỏi chỉ làm được cho một bệnh nhân. Nhưng riêng làm cái CBD này thì có thể là mình cứu được tất cả nhiều người bệnh nhân. Đấy, nên là mình đã quyết định chọn CBD. Vâng. CBD thật là tuyệt vời. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Khi mà nhìn thấy cái con đường ở CBD, nghĩa là hai vợ chồng đều làm bên ngành y, vợ làm dược sĩ và chồng thì làm bác sĩ, thì mọi người nhận thấy rằng là cùng với một cái thời gian đấy, họ sẽ chỉ có thể phục vụ cho một vài bệnh nhân thôi. Và khi mà họ muốn cống hiến thêm nhiều giá trị cho xã hội, nghĩa là họ sẽ chọn con đường CBD để có thể giúp cho thật nhiều người đấy. Và chúng ta sẽ thấy đây là chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi gara ô tô đó, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đây là một cái mô hình kinh doanh mà cực kỳ thông minh. Chỉ trong vòng 2 năm thôi, chỉ trong vòng 2 năm Hạnh cũng bắt đầu từ một mình để xây dựng cái hệ thống doanh nghiệp của mình. Và sau 2 năm thì bây giờ hiện tại là trong hệ thống đã có khoảng hơn 2.000 thành viên. Và cả đội nhóm thì đã có 13 chiếc xe hơi rồi. Nếu các bạn thường xuyên theo dõi Facebook của Hạnh thì các bạn có thể thấy là tháng nào đội Hạnh cũng có xe mới. Và ngày hôm nay là một ngày rất là đẹp, và cả hệ thống thì có 2 chiếc xe hơi. Một chiếc thì được trao cho chị Hiến ở Phú Yên Sơn La, thì đội nhóm phải chia đôi thành 2 đội, một đội thì đi lên Việt Trì Phú Thọ, còn một đội thì ở nhà. Và một lúc nữa thì mình cũng sẽ livestream truyền hình trực tiếp cái chiếc xe ở nhà. Biển rất là đẹp, 31775. Chính chủ đâu rồi nhỉ? Chủ nhân chính chủ đâu rồi? Kia rồi. bạn Đỗ Hằng thì bằng tuổi với Hạnh, cũng sinh năm 86. Và rất là tình cờ thôi, thì thật sự là đây là lần thứ hai hai người được gặp nhau. Đây giới thiệu với cả nhà, đây chính là chủ nhân của chiếc xe hơi, và đây đang cười rất là hạnh phúc. Hằng giới thiệu qua một chút, mà bây giờ cảm xúc như thế nào? Vui quá không biết nói gì. Sau thực sự là tham gia vào CBD được 9 tháng, thế nhưng mà tham gia vào CBD để hoạt động một cách mạnh mẽ hơn thì được 6 tháng. Thì là sau 6 tháng thì Hằng đã có chiếc xe cho riêng mình. Mà anh chị em mà đang kinh doanh cồi thuốc và nhà thuốc nhà hàng thì có thể là kết hợp với dòng sản phẩm Sivri này thì mình sẽ phát triển rất là nhanh. Rồi, đây chúng ta sẽ dịch ra đây, chúng ta sẽ đi ra đây. Đi ra đây. Chúng ta đi ra hẳn ngoài này. Đông quá. Hôm nay là ngày đẹp và ở đây rất là nhiều người lấy xe. Đây các bạn sẽ thấy nha. Chiếc xe hình bông tuyết rất là đẹp. Đó, rất là đẹp. Đấy rồi. Đây, cùng với con gái. chia sẻ thêm một chút nữa nào. Giờ nó xúc động quá. Xúc động không biết nói gì cả.
cảm xúc của bạn khi mà nhận được cái set thu nhập, cái set thu nhập cao nhất bạn nhận là bao nhiêu? Set thu nhập cao nhất là 45 triệu. 45 triệu, bạn cảm thấy như thế nào so với kinh doanh quầy thuốc? Quầy thuốc thì kinh doanh 14 năm quầy thuốc rồi nhưng mà chưa có một tháng nào gọi là để ra được 20 triệu tiền mặt cả. Cứ có tiền lại đập vào thuốc ấy. Thế cho nên là khi mà tham gia vào CPD thì đến tháng thứ năm thì mình đã có set thu nhập là 45 triệu. 45 triệu. Và cái chất lượng sản phẩm là cái mà hàng ưu tiên đầu tiên đúng không? Khi mà kinh doanh quầy thuốc và nhà thuốc như cánh mình thì điều quan trọng nhất đó là quan tâm đến chất lượng sản phẩm. Khi mà mình trải nghiệm thực tế về cái sản phẩm CBD á, nó thực sự có hiệu quả trong một thời gian ngắn thì mình đã tập trung vào phát triển cái sản phẩm này rất là nhanh. Và chỉ trong 6 tháng thôi thì là mình đã có cái kết quả là dinh được chiếc xe của công ty. Trước đây bạn cũng đã từng kinh doanh hệ thống rồi đúng không? Và bạn thấy cái sự khác biệt nhất của kinh doanh các cái hệ thống? CBD thì không ôm hàng, không phải ship hàng, và điều cơ bản nhất đó là có tất cả các cái giấy tờ hóa đơn đỏ đầy đủ để mình chứng minh được cái nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Rồi, đấy là cái mà mình ưu tiên hàng đầu đúng không? Và trong tương lai sắp tới thì dự định của bạn là sẽ như thế nào? Chiến chiếc xe mẹt 1.7 tỷ của công ty miễn phí hoàn toàn. Wow, và chắc chắn là sẽ giúp cho bao nhiêu người? Giúp cho đồng đội ở dưới mình ít nhất là 2 người, từ giờ đến cuối năm 2 người nữa cũng vào dự án.